bắt đầu đi. Lên cabin ngồi hết luôn, lên vô lên cabin ngồi hết đi. Xe này nó lợi thế là cái gì không? Mình nó có thêm một cái gương này nè, mình có thể nhìn thấy được cái bánh trước. À. Đúng chưa? Khi mà mình không chắc là nó đang thẳng, nó thẳng lái, tại vì mình hôm nay mình học là xe Trung Quốc đúng không? À. Bây giờ lưu ý là lên xe là phải thắt cầm giùm anh này. Thắt dây an toàn đàng hoàng ha. Xích beo. Chốt á. Nó chấm điểm bằng cái chốt gắn, gắn chặt vô hay không thôi. Nè, trường hợp nó sát vậy nè đúng không? Yeah. Lấy ít lái ra thôi đúng không? Lấy nhiều quá là bánh trước nó đè, đúng không? Đúng không? Đường thở thấy không? Bởi vì thường thường thấy xe thiết kế hai cái bánh trước lúc nào nhỏ nó hẹp hơn hai bánh sau chút xíu, có để ý cái chuyện đó không? Đó không? Chứ không được lấy ra nhanh ha. Quay dùm nghiệm đây, cho mình cứ gầm vậy đi. Đi đâu xong cấp cho các bạn luôn, ngồi phim luôn. Xe này con rất là nhẹ, nhẹ hơn xe con mình đang tập ha. Xe số 16 đã đi trượt. Xe số 31 bắt đầu thi. Hả? Ủa? Đấy rồi chưa? Xe số 17 bắt đầu thi. Ủa xe em táo của anh thiệt hả? 12 giờ là tới phần em đó, em thấy trống lấy cây trước luôn. 12 giờ là tới em rồi đó. Dạ dạ. Rồi lấy sớm, chiều đã sớm. Ok ok. Chừng mà dấu xe này trống nhiều mà không sao đâu. 5 giờ, 5 giờ. Lấy tới 5 giờ thôi. 12 giờ lấy tới tối mà, giờ lấy tới 5 giờ trả. Nó chưa lấy tới 3 giờ thôi, hôm nay đây lấy cứng lắm. Cái thời gian thi của mình á, là tới 20 phút. À, nếu mà mình về tốc độ ra thi số 1 mình bò vẫn đủ thời gian. Như vậy thì tính ra đó là mình không cần vội ha, mình làm chậm và chính xác. Rồi lưu ý là dấu B người ta có 12, 18 phút thôi mà người ta làm tới hai nhà xe. Những tình huống mà thấy nhường được thì cứ nhường cho người ta ha, thì để người ta quá tốn thời gian. Rồi lưu ý là xe này tới 3 vòng lái. À, nó khác với xe Trung Quốc mình tập ha, xe Trung Quốc mình tập chỉ có 2 vòng thôi. Rồi bây giờ lên xe đó là mình phải chỉnh ghế, chỉnh kiến cho đàng hoàng trước, đúng chưa? Rồi thắt dây an toàn vào đàng hoàng ha. Ngoài thực tế thì mình vô số mà nó nhãn tay đúng không? Đúng không? Nhưng mà trong đây thì đi thi nên nhãn tay trước để chi mình kiểm tra cho nó kỹ càng đàng hoàng ha, đừng rớt những cái lỗi này đau lòng. Rồi giờ là vô số 1 nè, học số nè. Ha, học số này là Isuzu 6 số, thấy không? Con mo nè, muốn vô được số 1 là phải qua hai khe đúng không? Đó là quý nha, thì mình phải ép sát đùi đó. Rồi giờ vô số 1. Rồi khi mình sẵn sàng thì mình mở xi nhan nè, khi máy có hiệu lệnh bắt đầu thì mình sẽ cho xe xuất phát. Bắt đầu. Rồi mở con từ từ, không cần điểm ga, đúng chưa?
tay chuẩn bị xi nhan, nghe tinh thần làm tắt xi nhan nè. Không, vậy là đủ điểm bài xuất phát, rất đơn giản. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Rồi, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ yêu cầu là mí cản của mình á, cắt cái lằn trắng từ 2.5 đi vô. Thì gần tới đó là mình sẽ cắt con thả trớn. Còn giờ cắt con thả trớn nè, gần tới nè. Còn thẳng thất là mình thẳng đứng, thấy không? Thấy chưa? Vậy là đủ điểm, thấy chưa? Thắng lố, thắng sát quá cũng sẽ trừ 5 điểm, thắng ở xa quá cũng sẽ trừ 5 điểm, đúng không? Hay quá. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Rồi bài này á, thì lưu ý nè, mình không cần dùng ga, thấy không? Thấy không nè, không cần dùng ga, xe gây đến mức được cái ga anti thì xe nó dẫn, đảm bảo lên được. Rồi lưu ý thứ hai là gì? Đường lên dốc mà mình cắt con sớm quá, xe sẽ tròn nhẹ lên rồi sẽ tuột lại thôi. Do đó mình phải đợi gần tới mình cắt và tròn mà thắng. Gần tới cắt tròn thắng. Rồi thấy không? Hở khoảng cách là 2.5 như thế. Lưu ý á, là nhà cái dừng ngang cầu nào mà thắng gần quá là dễ là bùi lội trực tiếp, hiểu chưa? Rồi mở nhẹ con cho thấy tiếng máy nó liềm liềm xuống không? Xe rung lên nhẹ phải không? Rồi buông thắng ra là xe nó sẽ trào lên. Rất đơn giản ha. Không, mình vẫn phải phụ ra chứ. Cho nó an toàn ha. Bài thi qua vạch bánh xe và đường hẹp vuông góc. Cái kinh nghiệm đi thi á là cái bài ha, cái bài thắng ngang dốc đó là mình không nên thắng sát quá. Tại vì sao? Thắng sát quá khả năng lội trực tiếp rất là cao. Đánh đổi giữa cái trừ 5 điểm và cái lội trực tiếp mình chọn cái nào? Trừ 5 điểm. Điểm đúng không? Thà mình thắng ra nó non, thấy không? Thắng hồi nãy thắng non đó nhưng mà vẫn đủ điểm đó. Tại vì khoảng cách của mình vẫn còn là 2.5. Nói chứ đừng có thắng sát quá. Rồi lưu ý nè. Bây giờ tới cái bài là vô đường đinh nè, đúng chưa? Do cái quãng đường từ đây đi vô đường đinh nó ngắn quá nè, ngắn quá. Vì vậy mình phải lấy cho nó sát sát vô lề chút cho nó mở rộng cái ra ha. À, rồi mình sẽ bắt lái từ từ theo. Tắt giúp tôi cái điện thoại. Rồi bây giờ nè, lưu ý nè, bây giờ mình thấy hai cái đường đinh không, đúng chưa? Rồi. Thì cái bên lề phải thấy nó là sao, nó có một cái lằn ha, thấy cái lằn hơi mờ đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho sao, cho cái mí cản của mình á, đúng chưa? Bám sát cho nó cắt nó thật thôi, nó thấy không? Thấy cắt tắt không? Được. Thấy chưa? Được. Nhìn vô cái gương rồi kìa, đó, cắt nó thật, đừng có cho nó hở quá, đúng chưa? Đừng cho sát quá. Rồi lúc này mình thắng lợi mình nghiệm cái nè, đúng chưa? Như vậy là đẹp rồi đó, đúng chưa? Mình được quyền thắng lợi. Tại sao? Cái cản bây giờ nó vừa tới thôi thì cái bánh sau nó còn một mét sau, một mét mấy sau nó mới tới mà, đúng không? Rồi lúc này mình điều chỉnh nè, đúng chưa? Rồi bây giờ mình chỉnh cho cái cùm gương, cái cùm gương lội á, thấy cái nguyên cái bộ phận kiến không, đúng chưa? Thấy nó nằm ở giữa, kể cả cái xi nhan là cho nó nằm ở giữa, à giữa hai con thôi. Rồi chạy một đoạn là nhìn qua cái gương lội nè, nhìn cái gương lớn á, thấy khoảng cách nó làm sao, tắt rửa chưa? Đó, nó hơi có con tắc à, đúng không? Thì mình lấy nhẹ đập rồi đã trả chút xíu, đúng chưa? Thấy chưa? Rồi như là lọt qua ha. Rồi mình dẫn thẳng nha, không có mình đi thẳng thớm đàng hoàng. Rồi đối với bài này thì sao? Vai của mình sao? Vai của mình nè, ngang ống hơi nè, là mình mới được quyền đánh lái, đúng chưa? Đánh lái. Rồi nè, lọt qua nè, thấy chưa? Rồi tới đây mình ém con cho xe đi chậm lại để mình trả lái cái phần cũ mình cho xong đi, đúng chưa? Rồi tiếp tục ngang dài là móc lái tiếp. Rồi bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi cản ha, trước lằn vàng 1 mét mình thẳng đứng, thấy không? Thấy cái cản không? Rồi bây giờ mình lưu ý nè, mình sẽ ăn gian 2-3 giây đèn đỏ gì để mình đi, hiểu chưa? Tại đèn đỏ người ta tính từng mí trên mà, đúng chưa? Mình ăn gian để mình làm xe từ từ không tắt máy đó, thấy không? Rồi thì nói chung là xe tải cũng rất khó tắt máy, mình đang đi số 1 mà. Rồi tôi thấy cống, tôi điểm ga chút.
có giữ tốc độ đi chậm và đều ha, không có để cần điểm hỏng đâu ha. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Rồi bài này nè, giờ mình nè, mình mở rộng vòng cua ra, đúng chưa? Mở rộng xa cái góc này ra, đúng chưa? Rồi mình sẽ lấy lại vô. Rồi bài đường vòng quanh co thì tiến bấm lưng lùi bấm bụng. Như vậy xác định đâu là cái bụng đâu là cái lưng. À cái bụng nằm bên trái nè, lưng nè. Mình dẫn cho cái đầu của xe của mình sát lên. Rồi cong lại từ từ qua. Mình tới tới đây mình ra thắng mà ví dụ cho xe đứng lại luôn được không? Được, bình thường. Đó thấy không? Như vậy cách đó là khoảng 2 tấc 2 tấc đó, mất đẹp là đây là thân thang rồi chưa? Rồi tới đây là mình sẽ trả lại đâm thẳng như cái lưng bên kia. Đúng chưa? Đâm thẳng như cái lưng bên kia. Rồi nè, thấy không? Bụng hở cái kìa. Không? Chúng mình đóng lại theo. Nhưng mà khi mà mình tới đây mà mình cảm thấy cái bánh xe sau mình nó cán lên dập thì mình được quyền lùi lại không? Được quyền lùi lại. Tất cả các bài đều được quyền lùi lại. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi. Lưu ý đèn là mình không được bu đèn ha, không được bu đèn thì giống như ở ngoài thực tế, thấy không? Xe kia đi hết đèn mình không được bu, tại đèn mình chỉ có 5 giây, 6 giây, 7 giây thôi, hiểu không? Rồi, cũng tương tự, đậu đèn xanh đèn đỏ thì sao? Cách 1 mét thẳng lại. Ngay cái mí mũi tên. Lắp dùm anh cái im lặng cái. Máy này nó mất lịch sử quá. Bấm xuống kéo xuống. Rồi còn 2 giây mình vẫn buông thắng ra mình đi ha. Rồi đường trống thì mình đem ổng ra mình đi thôi. Nếu mình lái cứng từ đây mình có thể đi bằng số 2. Nhưng mà thôi lỡ rồi mình đi số 1 luôn đi ha. Đi số 1 vẫn được. Đi số 1 thì mình đem ra ổng mình đi. Đúng không? Nếu mình để số 1 mình bò thì tốc độ quá chậm. Vậy tới đây là mình không được cắm cán làn vàng bên đó không? Hạn chế. Hạn chế thôi chứ không phải là không được. Rồi bây giờ nhà xe ra ha, có người có xe đang đậu rồi đúng không? Có xe đang làm đúng không? Thì mình sẽ đậu đợi trước cái làn vàng, thấy không? Nhớ là cái cụm kiến này qua chữ C mình hãy lấy lái vô, tại xe mình á đậu bằng mà đúng không? Như vậy nó mới chỉnh được cái vuông góc cho mặt nhà xe, thấy không? Đó, rồi đậu trước làn vàng đợi. Thấy lâu quá thì mình có quyền về số, thấy không? Tại sao là không được chạy lố làn vàng đó? Khi vô lố qua làn vàng đó là bắt đầu tính giờ mình làm. Tính giờ nghĩa là tính giờ thực hiện cái bài này. Mà bây giờ xe kia đang thực hiện thì suy ra cái số giờ của mình sẽ bị mất. Rất khả năng là mình sẽ bị trừ điểm là quá thời gian một bài, nguy hiểm ha. Không gọi, tại vì mình được 10 tới 20 phút mình sẽ không gọi. Nhưng mà cái lúc mình thi là mình đâu có chờ xe như vậy phải không? Cũng có thể có nhưng mà rất hiếm. Có thể là cái người trước người ta yếu quá, người ta làm không xong. Mình làm xong người ta có quyền qua 2 phút người ta trừ điểm, 5 điểm ta vẫn được quyền làm tiếp mà. Thì lúc đó mình đã chạy tới rồi, đúng không? Thì cứ bình tĩnh không sao cả. Thời gian dư rất nhiều. Khi mình vô đây là mình được quyền xào tới xào luôn, để mình được vô đúng chỗ. Bị trong vòng 2 phút thôi. Trong vòng 2 phút. Trong vòng 2 phút mình làm sao mình làm. Đúng không? Mình vô được thôi. Còn nếu lố 2 phút thì sẽ trừ 5 điểm và tiếp tục làm tiếp. Rồi bây giờ nè, cái mẹo mình sẽ làm bài mẹo nè. Bây giờ nhìn cái cản nè. Khi cái cản ngang với cái lề đây ha, ngang với cái lề thành biên ống hơi á, làm sao đánh đứng lại. Thấy không? Thấy ngang không? Là ngang ống hơi. Đúng không? Thấy không? Rồi, tức là ngang cái làn biên bên đây nè. Rồi. Thấy không? Là sẽ thắng đứng lại. Rồi, đánh hết lái về bên tay phải nè. Đúng chưa? Rồi, cho xe tiến lên. Tiến lên mắt nhìn gương này. Khi nào thùng xe ló vào góc và tiến tới thằng lơ, tức là mí trắng mí đỏ đó là thắng đứng lại. Tới giữa mí trắng mí đỏ. Đó, đúng rồi, đó là thắng đứng lại. Rồi. Mình sẽ đánh hết lái về tay phải trước. Thấy không? Cầm lại. Rồi đánh hết lái cho cứng lái luôn ha, rồi đầu mình sẽ dè vô. Như vậy là làm mẹo là gì, là sẽ vô một lần lọt ngay luôn. Khi nào thấy song song là sẽ thắng đứng nè. Rồi cả nè, thằng lái nè, 1, 2, 3, còn ho nhìn chân bánh đúng không? Rồi thẳng rồi thì sao, mạnh dạn sao?
mạnh dạng vé, khi nào máy báo pin thì thắng đứng lại, thấy không? Đơn giản. Rồi từ đây lại đi bằng số 1 luôn, thấy không? Yếu thì cứ đi bằng số 1, còn nào lấy cứng thì đi bằng số 2. Rồi còn cách 1 mét mới mất lái nha, 1 mét 2 mét mới mất lái nha, chúng thôi là cái bánh nó sẽ đè cái góc đầu, hiểu không? Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Nhưng có những cái này là mình không được phép qua đây. Đúng rồi, cái biển đâu đã báo vậy, cái biển hiệu lệnh là phải làm gì trước rồi, biển hiệu lệnh là làm gì rồi bắt buộc mình phải ra phải rồi, hiểu không? Nhưng mà ngoài thực tế thấy cái đường liền như đây mình đâu có được vốn ra, và cái đảo nhân tạo mình đâu được quyền chạy lên. Ủa, cái đảo giao thông chứ nó lộn ha, cái đảo giao thông, hiểu không? Rồi bài thi này có cái xi nhanh ha, xi nhanh trái để mình không bị trừ 5 điểm nha. Không có xi nhanh trái ngay rồi mới xuất phát, nhưng mà ở đây một cái nữa là hai cái đó, hai gồm 4 xi nhanh. Một bài thi người ta chỉ tính mình trong vòng 4 xi nhanh thôi, hai trái và hai phải, hai trái lúc xuất phát là, và ở đây nữa, đúng chưa? Rồi hai phải là lúc sau, lúc rẽ phải đi về và lúc kết thúc, đúng không? Rồi dẫn ăn gian dây đèn ha, còn 3 dây mở con nó từ từ đi nè, mình nên điểm nhẹ chút xíu ha, cho coi nó kịp tiến độ. Rồi lưu ý là mình không được quyền cán ngang nè, cán ngang cái làn vàng đậu xe bên kia ha. Rồi tình huống nguy hiểm nè, thấy chữ D này chớp nháy nè, là cái tình huống nguy hiểm mình biết sắp có đó, thì gần tới đó là mình chắc còn hạ chớp. Em đang có việc khác xíu, em gọi lại cho một gọi lại. Khi nào máy báo bắt đầu, máy báo báo thắng đứng đàng hoàng, rồi bắt đầu mới tìm cái nút bấm nè. Thấy không, tôi làm rất từ từ, thấy không? Nghĩa là cho xe thắng đứng cố định chiếc xe lại. Rồi từ từ tôi mới tắt nè, đợi 3 giây nè, 1, 2, 3 tôi mới tắt nè. Rồi lúc này mình mới buông chân thắng mình ra. Tại sao? Mình buông chân thắng sớm á, rủi đang có một cái dốc xe nó trôi. Bài thi dừng xe, chỗ có đường sắt chạy qua. Xe bị trôi thì tưởng đâu mình đã cho xe khởi hành lại, người ta sẽ trừ mình 5 điểm, 10 điểm. À, cái lỗi đó tới 10 điểm. Cái chữ D chớp tắt là chuyển chỗ đó là báo nguy hiểm không? À, có nghĩa là mình có 3 cái tình huống, nhưng mà mình coi cái nào chớp tắt nào là tình huống nó có. Rồi bài này thì cũng sao? Dừng xe đường sắt thì cũng có mí cản á, cách cái lằn trắng đó. Cái lằn trắng phân tắt là mình thắng, gì là còn xa. Rồi. Hiểu chưa? Rồi từ đây mình sẽ đi về, bạn đi bằng số 2 nè, ép một nấc nè, đẩy lên là số 2 nè. Thấy chưa? Một chút đi rồi coi sao. Cảm nhận cái số. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Rồi, nói sao làm theo vậy là được nè. Bây giờ mình cắt con thả trớn. Khi nghe tín hiệu tưng tưng là mình sẽ thắng đứng. Rồi, từ số 2 về mo vô lại số 3. Rồi, số 3 về mo vô lại số 2. Đúng chưa? Số 2 về mo qua số 3. Tức nghĩa là về vô số 3 rồi vô lại số 2, tăng tốc qua số 2. Điều giờ chân thắng bỏ qua chân ga, mở con cho xe lăn bánh từ từ. Đúng chưa? Khi xe đã lăn đều rồi thì mở hết con ra, lúc này điểm ga. Điểm sao cho cái vai của mình lọt qua cái biển 20 màu xanh đó. Rồi, giờ mình rà thắng trước cái biển 20 này. Bây giờ không cần thắng đứng, rà thôi, không cần thắng đứng, hiểu không? Miễn tốc độ dưới 20 là đủ. Hiểu chưa? Rồi, tình huống nguy hiểm thứ hai là vừa vô cua này sẽ có. Nằm khoảng trên cái loa đó. Đúng không? Nhưng mà mình đã có rồi thì tình huống này còn nữa hay không? Tình huống này không có nữa, mình đã tình huống nguy hiểm đã xảy ra rồi, nó chỉ xảy qua trong một lần thôi. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi, đèn xe này luôn xanh, đúng không? Thì mình sẽ mở xi nhanh, xi nhanh nào rẽ phải mở xi nhanh phải, đúng không? Đèn này là một cái xi nhanh phải nè. Rồi lưu ý nha, lúc này mình sẽ đánh lái cong theo, đúng không? Xe tải mà nếu mình để yên lái gì thì sẽ bám sát lề, sẽ leo lề đó, phải tới đây phải trả ra lái ra nè. Rồi khi vai ngang rồi là mất vào, đúng chưa? Kết thúc được lấn lấn qua, lấn nhẹ qua. Rồi tình huống nguy hiểm thứ ba nằm ngay vị trí này nè, không? Như vậy là có 3 tình huống nguy hiểm ha.
Rồi bài thi kết thúc thì mở xi nhan phải lên, có cái xi nhan phải thôi, đúng không? Nó đâu vừa làm vừa giảng mà chỉ có 15 phút mấy thôi, đúng không? Không, chạy bằng số 1 luôn. Chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình. Có nghĩa là thời gian á, mình dư hiểu là thời gian của mình dư rất là nhiều, đúng chưa? Là ngày mai mình thấy là xe mình đậu ở ngoài đây. Đúng rồi, đã sẽ có kỹ thuật viên sắp xe cho mình trước. Thấy không? Rồi giờ ai xung phong lên làm trước ha. Em chạy trước cho. Được không đó? Không được, ta đứng phía sau. Mai thi. Lên luôn không? Có lên luôn, lên hết. Đi qua đây đợi sẵn đi, qua đây nè. Tắm cửa lại. Rồi, lên đi, lên ngồi bình thường. Mình ngồi coi để mình rút kinh nghiệm chứ, thấy người ta làm trúng làm sai những cái chỗ nào thì mình làm chứ. Rồi, rồi mới này 7 con bò nhỏ rồi. Chưa chưa. Rồi, đeo vào. Kéo nhẹ thôi. Thắng tay nhẹ rồi đúng không? Rồi, giật các con vô số 1 đi. Ép sát hai nấc nè, thử nè. Cầm thả lỏng tay ra, một nấc. Nấc nữa là hai đúng không? 1 2. Rồi, mở xi nhan cái. Khi nào máy báo bắt đầu thì đi, ngồi coi rút kinh nghiệm nha. Chứ phải ngồi hưởng máy lạnh đâu nha. Rồi, mở con từ từ đi. Đây, chuẩn bị xi nhan nè, nghe tín hiệu tưng tần tắt xi nhan nè. Đúng rồi. Không thắt dây an toàn. À, đây, đã nói rồi, xúc nè cái chốt là hôi lỡ rồi, đi đi. Cảnh sát nhìn chưa? Thấy chưa, nguy hiểm chưa? Đang tiện. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xúc, xe nhường đường cho người đi bộ. Qua uống bia phải không? Đâu có, qua đâu có nhậu. Mấy bữa nay không dám nhậu luôn. Nhậu thiệt quá, không dám nhậu à. Báo trước con từng lấy luôn. Rồi, con chuẩn bị nhà nhẹ. Rồi, ok, đi là tốt, người đẹp á. Lên cầu cũng làm gì là tương đối đẹp. Rồi mình dừng lại xong rồi mình xả, mình chạy luôn. Đúng rồi, đợi 3 giây sau, rồi mình thắng ra. Chứ không được như hoài thực tế, hoài tới nhiều người các con ra nhẹ thắng, cái thắng chưa đứng lại buông ra đi, thấy không? Là máy nó nhận bài ok. Nó tưởng đâu là mình dừng xe và khởi hành ngang dốc. Nó tưởng mình tiếp tục chạy, nó trừ mình 5 điểm. Còn cái nhà, cái cầu này nè, trên cầu nè. Nhiều khi ở ngoài quen rồi, ém con ra thắng cái rồi buông thắng ra giật lên nữa. Đúng chưa? Là bỏ bài, nó tính là bỏ bài tại không nhận kịp. Do đó mình phải thắng đàng hoàng. Rồi thẳng phố rồi, mắt nhìn luôn rồi nè. Xa lắm, cắt, thắng. Rồi đất đẹp. Rồi giờ buông con nhẹ cho nghe tiếng máy nó liệm. Rung nhẹ thôi là đủ rồi, xíu nữa. Nắp nhỏ nữa. Đó, rồi buông thắng. Nghe tiếng máy nó liệm khác không? Rồi điểm ga lên. Dạ. Rồi ga lên. Xe này xe mới đó. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua vệt vạch xe và đường hẹp vuông góc. Không, xe này xe mới. Do đó là sao? Mức độ rung rất ít. Nếu mà mình nghe tiếng máy liệm xuống rung nhẹ là đủ rồi. Phải cảm nhận. Đúng rồi, phải cảm nhận. Không qua đi. Không qua từ từ đi. Sao vậy? Sao chạy mất quá ít vậy? Chốt lại trễ quá vậy. Mình đi xe cái xe mà nó cong cong theo, hiểu không? Rồi mình bám từ từ vô lề lại. Chứ không có để chặt vuông góc. Nào bài đường hẹp vuông góc rồi đó, đúng không? Rồi quãng đường quá ngắn đúng không? Mở rộng ra về phía này. Rồi đi cùng tiếng của mình á, tới cổng nước nhỏ đó rồi móc lá đây móc. Rồi từ từ vô nhìn cái gương nhìn gương lồi bí cản đó, 2-3 tấc đó. Rồi giờ tìm cái nó tìm cái lằn mờ đó, đúng chưa? Vì nó hơi đè là lấy ra chút cạnh tật mà.
Rồi đúng rồi đó. Hở quá nó nhiều lại chút hết rồi. Rồi, nghiệm rồi, ok rồi đó. Đúng chưa? Rồi đi qua luôn. Rồi, quá đẹp. Nó thấy không? Thấy tùm kín nó lọc vô qua đó không? Rồi chạm đoạn nhìn bánh sau nè. Đó, nó hơi đâm về phải lấy ra. Đẹp chút. Đúng chưa? Cảm nhận được không? Nhìn cái gương lớn á. Thấy chưa? Rồi lấy ngược lại. Đó, thẳng lái lại đúng không? Rồi. Bài này thì sao? Qua ai mình lọt qua ống hơi mới đánh lái. Rồi, bóc lái nhanh lên. Rồi, quan sát kiến này, nhìn chân bánh sau coi đẹp không? À, đẹp đúng không? Rồi, thả nhẹ lái ra, ém con cho xe đi chậm lại. Để mình trả cái lượng cũ cho xong nè. Rồi, ngang dài làm thêm lượng cái mới nè. Rồi, móc. Mình thắng đứng móc lái á, như vậy thì nó sẽ ăn sát vô một chút và trả lại ra bớt. Trả ra. Mình có quyền thắng đứng đánh lái, hiểu không? Nhưng thắng đứng đánh lái thì cái vai của mình phải lọt qua cắm hơi một chút xíu, hiểu không? Rồi mở rộng vòng cua ra chút nha, chứ đừng có đánh vô liền. Bài thi tiếp theo. Rồi, giờ lấy bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Tùng tùng qua thấy sao lý thuyết nó yếu vậy, nãy làm có 26 không à? Chút xuống liền thêm cho nó. Rồi đi. Mình đừng có cuốn lái nhiều ha. Cuốn lái nhiều thì cái thành xe của mình nó sẽ quét trong này nè. Bao nhiêu xe thì quét đúng không? Không cần đến nó nhiều. Rồi nhìn gương lòi nè. Cách mong 1 mét thắng nè. Thắng đi. Thắng. Thắng. Lố quá rồi. Sát không có sát quá vậy. Rồi nhìn kìa. Nhìn đèn nè. Rồi buông thắng. Mở con từ từ. Tay trả lái luôn nè. Rồi cổng rồi bấm ra đi. Lấy cái chân ra. Chọn cái chân tăng phụ lấy ra. Rồi ra lên. Bấm ra nhẹ đi đi. Bài thi tiếp theo. Bài thi đường vòng quanh co. Cổng lại theo. Có bám vô góc này liền đúng không? Mình mở dẫn cái đầu mình cao lên chút xíu, mở rộng vòng cua ra, thấy không? Đó. Rồi móc lái theo, móc vô. Rồi tiếng bám lưng, bụng nè, bụng bia bự nè, đúng không? Lưng nằm đây nè. Rồi thả lái dẫn cái đầu cao lên, dẫn cái đầu nằm thẳng vậy cái lưng cao lên. Nhưng cái cản còn cắt bằng hai bao tấc, lâu đầu mình không móc xa quá. Rồi móc lên, móc lái đều đều tay. Còn tại đường cong rồi móc đều cảm nhận vô đúng không? Đó thì khi đó nè bên này nó sẽ rộng thênh thang thấy không? Rồi móc thêm đi. Rồi không nhìn ở đó nữa, nhìn thẳng về cái lưng à. Lọt rồi thì không nhìn nữa, đâm thẳng về cái lưng, thẳng về đó, đâm thẳng về cho nó đó. Rồi móc đi, nó rộng thênh thang liền thấy không? Thấy rộng thênh thang không? Rồi xe tải ở đây phải trả lái nhẹ nè, xe tải là phải trả đánh gì đó. Rồi đánh vô lại nè, vô để làm chi, mục đích là không cạ vô cái góc cho đó đó. Thấy không? Nhiều người đó, yếu kinh nghiệm bị cạ góc đó. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi nhường xe đó luôn đi, nhường nó đi, chạy lên chút xíu nữa, nhường nó lên xíu nữa mình đậu ngang á, nhường cho chị xe B đi. Tại người ta có 18 phút mà ta phải làm tới 2 bài, còn mình quá sướng rồi, làm có 1 bài à. Thấy sao? Thấy dễ nuốt không? Rồi bò lên, dẫn cách mét thắng. Sao cười? Chưa nói trước được điều gì. Chứ bữa lý thuyết vậy cũng vậy, chưa nói trước được điều gì đó, không về cũng 30-40 hết thế hả? Mình phải tự tin chứ. Rồi thắng đi, thắng đi. Mình thi với chính mình mà.
đúng không? Mình bây giờ mình giật đậu là mai mình sẽ thi đậu. Tiếp tục quan sát ha, đèn vàng 3 giây. Rồi, buông thắng nè. Rồi, điểm ga lên đi. Ga lên. Rồi, lưu ý nè, ga lên. Mình không cán lên cái làn vàng, ha, cái làn vàng đậu xe đó bên đối diện mình đó, thấy không? Cán qua là lỗi trực tiếp. Là làn vàng ngang. Chứ còn phải cái tim đường, cái tim đường đó thì mình cán nhẹ qua cũng được. Nhưng tại sao là người ta không chấm điểm, không có từ đã chấm điểm ở đó. Còn bên kia là mình là bị mình bị cái đó mình sai trầm trọng luôn, đúng không? Tới nữa. Rồi, cộng lái từ từ vô đi. Móc lái từ từ thôi, móc đi. Rồi, móc đi, móc vô. Vậy là rộng đẹp rồi, móc đi. Né, rộng hết tháng rồi. Rồi. Lên xe mà sợ mất tập trung thì mình đang rung thì mình làm gì? Hít thở không khí, hít sâu vô. Mình nên nhớ là 80 điểm là đậu, hiểu không? Lỡ mà có bị trừ cái điểm nào đó rồi thì kệ nó, nó vẫn còn nằm trong cái điểm đậu mà sợ gì đâu. Cứ tự tin làm rồi, vẫn bình tĩnh làm. Móc lái vô. Bởi vì có một số người á, có giáo viên ngồi trên xe chạy 100 điểm. Nhưng mà qua ngày mai là thi rớt. Lý do là sao? Rung. Có giáo viên người ta chỉ hết rồi, đó là chưa bị trừ điểm. Tới lúc đi thi nghe bị nghe trừ cái là bắt đầu có rung lên, đúng chưa? Mình phải giữ vững tâm lý. Ví dụ cái bài nào mình nhắm mình lấy được là lấy, bài nào lấy không được thì mình bỏ điểm bài đó, không sao hết. Ví dụ đường đinh có nhiều người làm được thì nó báo bánh xe đầy dập thì đi luôn chứ không sửa, đúng không? Cứ đi thẳng tới luôn cho trừ 5 điểm thôi, đúng không? Rồi giờ áp sát xe vô làm theo mẹo nha. Cái mí cản của mình ngang với thành nhà xe, ngang thành nhà xe trước á. Rồi bây giờ cắt con nè, thả trớn nhìn gương lồi nè, xíu nữa ngang hơi nha, thắng. Rồi móc hết lái lên, cứ làm theo mẹo của tôi nãy chỉ đi, móc hết lên, hết lái lên. Rồi bò lên từ từ, bò lên, mắt nhìn thùng. Thùng xe tiến tới lơ là bây giờ là mí trắng mí đỏ đó, là thằng đứng lại. Cứ làm mẹo đi ha. Còn lúc trước ở dưới mình ve là sao mình gì làm cũng được, đúng không? Sửa sao cũng được, đúng không? Bây giờ làm mẹo cái cho chắc đi, rồi có sai lầm thì đó sửa sao. À, tiến tới xíu nữa. Xíu nữa. Xíu nữa. Rồi, thắng. Rồi móc hết lái lại. Nhanh lái lên. Nhanh lên tới 6 vòng luôn đó, đánh lẹ lên. Rồi, đẩy về mo trước rồi. Về mo, số ve là phải ép mấy nấc. Rồi vô, đó nghe tiếng biết biết đúng không? Rồi quan sát bên góc này trước nè. Anh hết lái chưa? Chưa hết lái nha. Ồ, thiếu lái đó nha. Thêm miếng nữa. Chưa xong xong, xíu nữa. Đít hẹp hơn xíu mới đúng, xíu nữa. Rồi thắng, rồi móc. Trả thằng lái, 1 2 ba. Rồi nhìn chân bánh ơi, chứ đi Suzu nằm trên càng nằm dưới chứ. Nhìn chân bánh ơi. Rồi ve đi, ve đi để quá thời gian bây giờ. Ve đi, buông hết con ra. Ve đi, mạnh dạng ve, khi nào máy báo pin thì thắng. Đẹp quá rồi thì cũng mạnh dạng ve. Rồi vô lại số 1, lẹ tay lên, ép sát. Rồi bò lên, đừng thở, buông con ra, bò lên, bò lên, buông hết con ra. Rồi khi còn cách 2 mét là một đồng mình mở móc lái 2 mét. Rồi móc lái được rồi, móc lái. Buông hết con ra. Trả lại đi. Điểm miếng ga chút nè, quá thời gian nè, làm chậm quá, ga lên. Quá thời gian một bài. Thấy chưa, làm quá chậm. Thế nào bài thấy thì xong rồi buông ra, buông ga ra. Lúc đầu, lúc hồi nãy không chịu điểm ga đi, mà bây giờ điểm ga chi nữa. Lúc đi thẳng lên thì điểm ga đi, rồi mắt nhìn nó, rồi quan sát. Rồi bắt lái đi. Cái khúc cần nhanh thì lại không nhanh. Rồi bài này có cái gì để không bị trừ 5 điểm đây? Nhanh, xin anh phải. Xin anh phải đi về luôn. Trái, trái. Rồi làm đi. Sao không thắng lại? Hả? 3 giây kìa. Chúng con từ từ coi. Bấm ga nhẹ nè. Gà lên. Trong lái từ từ theo ơi.
bấm ga nhẹ. Đó, không tập trung nữa, mở xi nhan phải, nhan phải là đi về luôn đó. Không nhớ hình, chạy lộn hình là lỗi trực tiếp ha. Tình huống nguy hiểm có không, chữ D có nhấp nháy không? Không. Rồi đi đi, không nhấp nháy đi luôn. Tới tình huống trước, tới tình huống nguy hiểm là mình liếc chữ D cái coi có nhấp nháy không, thấy không? À, cái đèn này nè, thấy không? Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Đây. Dẫn cái mí cản nha, mí cản cách lằn trắng 1 tấc, 1.5 tấc tới 2 tấc, xa lắm, xa lắm, thắng vậy là hơi sát nhưng mà vẫn đủ điểm đúng chưa. Rồi về mo coi, ép một nấc vô số 2, đúng rồi. Rồi buông con từ từ, điểm nhẹ miếng ga cho nó mạnh mẽ, số 2 rồi, điểm ga đi, mở con. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Ai đang chạy máy liên hợp? Xuất hả? Rồi, các con thả trớn, nghe tín hiệu từng tầng thẳng đứng lại. Rồi, về số 3, về mo trước đi cho đỡ lộn rồi. Số 3 đúng, rồi. Dạ, sợ không đúng làm thêm lần số 3 nữa thì cho nó chắc. Rồi về lại số 2. Bảy đó là số 4 rồi, đúng rồi. Rồi, chân thắng bỏ qua chân ga nhưng không điểm ga. Rồi, mở con từ từ cho xe lăn bình thường. Rồi, lăn rèo mở hết con ra, rồi lúc này điểm ga, ga lên, mắt nhìn xa ra. Dài lọt vào đường 20 luôn. Chưa lọt thì buông rồi, rõ ràng không? Dài có lọt đâu, đúng chưa? Chưa có lọt qua đã buông ra rồi. Vậy tốc độ làm sao trên 20 được? Cái vai của mình phải lọt qua chứ. Đó, ngồi coi những cái kinh nghiệm đó, người ta sai cái nào đó, mình tưởng là mình làm. Rất may là lúc đó là sao? Tốc độ nãy nó lên cao, tới đó nó vẫn còn trên, đúng không? Đâu chạy lũi lè dữ vậy mà. Nè nè, nhờ chỉnh xe căng lại coi. Rồi, trong lái theo coi. Chữ D không nhấp nháy, từ mạnh dạn làm đi. Tình huống hiểm ngay đây đúng không? Không có thì anh kia sẽ có. Đúng. Chắc chắn 100% là sẽ có. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Có tới 3 từ từ, nhường cho người ta qua trước đi. Rồi, bò từ từ tới. Đánh nhẹ qua luôn. Nè, nhìn canh cũng mới cản nè. Rồi, thêm nữa. Rồi, bài này có cái gì? Mở đi, đèn này luôn luôn xanh. Gần tới đây mở xi nhan cũng được, cũng được, không sao cả, hiểu chưa? Bài nào lo bài đó trước, thấy tình huống hiểm phải xử lý tình huống nguy hiểm trước. Tình huống nguy hiểm là cứ cắt con thả trớn vào trước, báo thì lo thắng trước, và từ từ bấm nút. Chưa báo đầu ra rồi quay về lại xe trong hình.
lái thêm đi, mở rộng vòng cua ra một chút. Xe đó, xe tải là mình lấy rộng ở đây hiểu không, rồi móc lái vô, móc vô đó, như vậy cái bánh sau, cái bánh sau nó không đè vô đó hiểu không. Các con thả trớn, cả lái cả từ từ cho xe thẳng thớm đàng hoàng mới trở thẳng. Rồi rồi thẳng đi, về số, về lại số.